Welcome to Vlogmas. Bây giờ là 3:40 và Bơ thì sẽ ngủ đến chắc khoảng 4 giờ gì đấy là Bơ sẽ dậy. Và mình vừa mới đi xin được một cái thùng các tông về. Đố mọi người biết để làm gì? Cái ý tưởng này mình vừa mới nghĩ ra tối hôm qua thôi. Đấy là mình sẽ gửi vào cho Vinh, em trai của mình ở trong Sài Gòn, một cái hộp. Trong đấy thì bao gồm những thứ mà có thể ăn này, có thể ngửi này, có thể dùng này. Cái đấy nó gọi là care package ấy. Hồi mình học bên Mỹ ấy, mình khá là tủi thân, bởi vì lúc mà mình mới đi du học, mình nhớ là chỉ cần cái lúc mà mình sang đến nơi ấy, thì là bố mẹ mình gọi hỏi mình là có vấn đề gì hay không. Thế xong từ lúc đấy đến khoảng 1 tháng sau, bố mẹ mình kiểu không hỏi mình một câu nào luôn. Kiểu cho con đi yên tâm quá, không hỏi một câu nào. Thế là hồi đấy mình phải bảo bố mẹ mình là: ủa, bố mẹ không quan tâm gì đến con nào, sao bố mẹ không gọi điện gì cho con vậy, trong khi tất cả các bạn bè mình hồi đấy đi cùng ấy, ngày nào bố mẹ là cũng phải gọi điện 2 đến 3 lần, trong khi mình kiểu bố mẹ mình cũng quá bận đi nên là cũng không có thời gian để hỏi nhiều. Với cả công nhận là chắc cũng yên tâm thật nên là cũng không hỏi gì mấy. Bây giờ thì em mình chắc còn khoảng tầm hơn 1 tháng nữa gì đấy, thì chắc là đến Tết thì sẽ là học xong thì sẽ mới về Hà Nội. Còn bây giờ vẫn đang ở trong Sài Gòn nên là mình sẽ gửi một cái hộp quà gồm những thứ yêu yêu xinh xinh trong mùa Noel để cho cậu ta vui vẻ hơn một chút. Rồi bây giờ thì việc đầu tiên, mọi người nhìn là cái hộp này ấy, thì nó là một cái hộp bột chiên xù. Nên là ở trong này nó không có gì hết. Mình sẽ trang trí cái phần ở bên trong này cho nó đẹp. Còn phần ngoài này mình vẫn sẽ để là bột chiên xù, để khi mà Vinh nhận được ấy, không biết là ở trong này có cái gì. Bây giờ sẽ cùng trang trí nhá. Đây, mình mới trang trí được đến đây thôi, chưa được đẹp lắm, nhưng mà để đưa Bơ đi học đã. Mà về giải quyết nốt. Bơ ơi, mình đi học thôi. Đi học cũng không quen ngậm bọ thì cậu bé mùa đông và bố của cậu bé mùa đông. Hình ảnh quen thuộc mỗi ngày Tết đến, một chậu nem to đùng ngã ngửa. Đấy, cái này là nhà mình có đầy đủ hết các thứ rồi, chỉ còn thiếu mỗi trứng nữa thôi. Mình muốn cho mọi người xem cái cách mà mình mới làm ấy, cho trứng vào đây như thế nào mà nó ngon hơn rất là nhiều. Bình thường thì mọi người sẽ đập thẳng trứng vào trong nhân nem luôn đúng không? Nhưng mà như thế thì nhân nó nhiều khi sẽ hơi bị ướt và nó sẽ làm cho cái bánh nó không được giòn ấy. Thì bây giờ có một cách mình chỉ cho mọi người, đó là mọi người sẽ đập vào một cái bát. Ví dụ mọi người ăn 4 quả đi thì mọi người sẽ đập vào bát 3 quả. Còn 1 quả thì mình đã cho vào đây rồi. Đó, xong mọi người đánh lên như là khi mình làm trứng tráng bình thường ấy. Đấy, mọi người cứ đánh lên đến bao giờ mà nó đều là được, như khi mình tráng trứng bình thường thôi. Công thức này mình mới áp dụng được 2 lần nhưng mà đều rất là ngon. Đó, ở đây thì mình đã có sẵn một cái chảo có một chút dầu rồi. Đó, bây giờ sẽ đổ vào đây để trưng lên nhá. Đó, sau khi mọi người trưng xong có một cái hỗn hợp như thế này, ướt hơn một chút cũng được, thì mọi người sẽ đổ vào trong cái chậu nem này. Thơm lắm, cái này nó sẽ làm dậy mùi trứng hơn. Later. Hello. Chào chị Trinh Rùi. Chào người bạn mới đến.
Có thêm một niềm vui. To chứ. Chào Trinh Rùa nhá. Trinh Rùa còn thành gì? Bơ? Thành gì? Thành gì? Đây là mẹ. Đây mẹ dạy cho con gọi ba như này đây. Thành ừ. Già. Dạy cho con gọi ba thành già đây hả? Ừ. Đáng nhẽ giờ này bọn mình hay cho bơ đi ngủ rồi đấy. Nhưng hôm nay là ngoại lệ. Thứ bảy, có chạy về thứ bảy, sữa. Và nhà đang đi lên HM để tìm xem là có cái quần áo gì đẹp để mua tặng cho một em bé. Ngày mai thì cả nhà sẽ đi sinh nhật bạn bé đấy. Mà từ sáng giờ chưa có thời gian đi đâu hết. Bây giờ mới đi ra HM xem có gì không. Shopping now. Tớ đấy là quần lên. Bây giờ là 10:30 tối và ta-da! Đây là thành quả chậu nem của mình. Mình cũng chưa đếm là ở trong này có bao nhiêu cái nữa, nhưng mà thường hầu như khi mà mình làm thì sẽ vào khoảng tầm 50 đến 70 cái gì đó, sẽ chia cho mỗi nhà một ít hoặc là cho trong tủ đá để có thể ăn dần. Vậy cho vào đây mình biết được là có bao nhiêu hộp. Bình thường làm thì cũng nhanh thôi, nhưng mà hôm nay kiểu cứ đang làm là phải chạy đi làm cái này cái kia ấy, xong rồi chạy đi mua đồ, rồi phải cho bơ ngủ, rồi cho bơ ăn uống các thứ nữa, nên đến tận giờ này mới xong. Rồi bây giờ mình sẽ xếp vào tất cả những cái hộp này để xem là ở trong này có tổng cộng bao nhiêu cái nhá. Cộng ở trong này có 57 cái, 27 cái trong này với cả 30 cái còn lại ở trong mỗi hộp này nữa. Xong, bây giờ sẽ cất vào ngăn đá. A few moments later. Ta-da. Vào dình xem vợ mình đang làm gì. Nhiều quá vậy. Làm gì vậy? Quán Vinh. À ha. Khổ thân Vinh ở đấy của mình. Đây, chiều nay cậu ngồi vợ làm hộp này này. Ừ. Kỳ công. Rất kỳ công. Kỳ công gì? Không có cắt giáo đâu. Đấy nhá, cho chồng xem. Đây, chồng ngồi xuống đây đi, vợ cho chồng xem trong này có những gì. Đây, đầu tiên là Nutella. À, cái này món này yêu thích của vợ ấy, đúng không? Vinh cũng thích món này. Ừ. À, chỉ thích món này, cái này là cái cao à? Sô-cô-la. Xong rồi để phết lên bánh mì ấy. Ừ. Cái này ăn mùa đông rất là hợp. Mời ra ăn thử. Mai mua một phần mới. Tiếp theo là kẹo chip chip. Chị bây giờ còn nhập khẩu ở đâu về à? Toàn chữ Thái Lan. Không biết. Món này cũng là món khoái khẩu của mình ngày xưa. Bánh gấu. Bánh gấu. Tiếp theo đó là bánh cookie hình Christmas. Trông cũng đẹp. Nhưng mà tí nữa vợ xem là cái này. Tất cả những cái này tí nữa vợ sẽ bọc vào để cháu mở từng thứ một ít. Nó vào luôn. Đây,
Xong rồi cần kéo hai cái ô được. Tiếp theo đó là một cây nến. Đợt em mình vừa mới về Hà Nội này thì tự nhiên nó cũng hỏi mình là chỗ mua nến ở đâu để nó mua. Nên là bây giờ vào Sài Gòn không biết ông có mua không nữa, là mình cứ gửi một cái hộp nến. Rồi một hộp mặt nạ để đắp mặt cho đỡ khô da. Đợt trước mình cũng gửi sang bên Mỹ một cái hộp đầy đồ skincare rồi. Lần này chỉ gửi mặt nạ thôi. Loại này mặt nạ của Innisfree đợt này mình cũng đang dùng rất là thích. Rồi là kem chống nắng. Đợt trước nhờ em mình cũng nhờ mình mua kem chống nắng rồi, nhưng mà hình như đợt đấy mình quên hay sao ấy, nên bây giờ gửi thêm cho một lọ kem chống nắng này. Rồi là đây, mình mới mua một cái set này. Set này thì bao gồm cả cái hộp này luôn. Trong set ấy thì sẽ có một cái cốc. Chồng nhìn thấy cốc này bao giờ chưa? Chưa. Chờ cho cốc giữ nhiệt à? Nó không phải cốc giữ nhiệt, nó chỉ nó đẹp và chẳng đẹp với giữ nhiệt không? Đó, nó cốc giữ nhiệt mà. Dạ. Nó đấy, đổ nước vào đây này thì cái này là có cái hình cây thông ở dưới ấy, mọi người. Cây thông lộn người đây. Trông hai phép. Lần này mình thấy mọi người chạy quảng cáo thì nhiều cái cốc này mình thấy cũng xinh. Thì ở trong này có một vài set trà với cà phê luôn. Tinh tinh. Đấy. Thế thôi, chắc là cũng đủ đầy đầy cái hộp này rồi. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh oh, la la la. Oh oh, la 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 la. Oh oh, la 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 la. Making our Christmas memories. I've been wrapping presents for you. I've been hanging marbles in the tree. Sau một hồi vật lộn thì cuối cùng mình đã làm xong hộp quà. Dù là có nhiều chi tiết thì chưa được đẹp cho lắm, ví dụ như là cái gói bọc này chẳng hạn, nhưng mà mọi thứ thì rất là vừa vặn ở trong cái hộp này. Đó, nhìn ở ngoài nó chỉ là một hộp bột chiên xù thôi, nhưng mà ở bên trong thì lại có rất là nhiều thứ hay ho. Đây, tưởng tượng khi mở ra. Merry Christmas. Đó. Cũng, mình chưa nhìn đồng hồ nữa, nhưng mà bây giờ chắc cũng phải 11:30, 12:15. Hử? 1:15. Are you serious? 1:15 nữa. À, 12:15. Lạy Chúa, mình cứ tưởng bây giờ là 1 giờ rồi, mình ngất luôn. Ông Thành thì vừa mới vào đi ngủ rồi. Và ngày hôm nay thì ông Thành đã edit tận 2 vlog. Đấy chính là lý do vì sao mà cả ngày hôm nay mọi người không nhìn thấy ông ở đâu cả. Chỉ có mỗi mình từ sáng đến giờ. Bơ thì cũng đi ngủ rồi. Mình là người duy nhất còn thức. Và bây giờ mình sẽ phải nhanh nhanh chóng chóng đi tẩy trang, đi tắm rửa. Vậy là kết thúc ngày hôm nay. Mình rất tự hào về cái thành quả này. Ngày hôm nay mình không nghĩ là nó sẽ ra được như này ấy. Bởi vì theo những gì mà mình nhìn thấy trên Pinterest thì người ta làm đẹp hơn rất nhiều. Nhưng mà mình có thời gian thì cũng chỉ làm được như này thôi. Hy vọng là cậu ta sẽ thích. Yeah, và mình sẽ gặp lại mọi người trong vlog ngày mai nhé. Bye bye. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories.